Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, ngày 14 tháng 3 đã nhận được thông tin về vụ ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt phải nhập viện điều trị. Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 476 ATTP NDTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn thực phẩm đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời báo cáo cho cộng đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm. Khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mát, nguồn gốc, xuất xứ. Như đã đưa tin, đã có 222 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc cơm gà tại quán Trâm Anh trên đường Bà triệu, thành phố Nha Trang. Tính đến hết ngày 14 tháng 3 vẫn còn 155 ca đang phải theo dõi, điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc do ăn cơm, phở gà tại quán Trâm Anh. Phần lớn bệnh nhân đang điều trị có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đến 15 giờ chiều 14 tháng 3, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đã ghi nhận 222 trường hợp nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Trong số đó, 155 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có dấu hiệu sinh tồn ổn định, một số bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, đi cầu phân lỏng nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn. Các ca bệnh trong tầm kiểm soát về chuyên môn của các cơ sở y tế. Số bệnh nhân còn lại đã xuất viện, cho về theo dõi ngoại trú. Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chị huyết áp, 19 tuổi, chú tỉnh Lâm Đồng, cho biết gia đình chị có chuyến du lịch 5 ngày tại Nha Trang. Trưa 11 tháng 3, gia đình chị chọn quán cơm gà TA để dùng bữa. Tại đây, 7 thành viên trong gia đình chị đã gọi 3 suất gà chiên, 3 suất gà luộc gồm có cơm, thịt gà, rau chua, sốt bơ trứng và nước súp. Sau đó, cả gia đình tiếp tục đi tham quan, tối đến dùng món bò. Đêm cùng ngày, khi trở về khách sạn, cả gia đình chị huyết áp có biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy. Ngày 12 tháng 3, cả gia đình đều có biểu hiện mệt lả, sốt cao nên nhập viện điều trị. Nhận xét về món ăn, chị huyết áp nói, món ăn ngon, không có gì bất thường, là quán nổi tiếng ở Nha Trang. Ngày 14 tháng 3, ông Trịnh Ngọc Hiệp Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa tới các bệnh viện để kiểm tra và thăm hỏi các bệnh nhân điều trị nghi ngộ độc. Ông Hiệp thông tin, tới nay việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn vẫn chưa có kết quả, nên chưa thể xác định nguyên nhân sự việc. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã tới quán ăn kiểm tra, lấy các mẫu thực phẩm của quán cơm gà này đưa đi xét nghiệm. Quán ăn này cũng bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 13 tháng 3, các bệnh viện tại thành phố Nha Trang tiếp nhận 60 bệnh nhân với các biểu hiệu nôn, sốt, đau bụng. Người bệnh cho biết các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn cơm tại quán cơm gà châm anh. Cùng ngày, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, thu dung bệnh nhân, không được chậm trễ cấp cứu cho người bệnh. trong đó yêu cầu người bệnh bị ngộ độc có triệu chứng nặng, trẻ em và người già ưu tiên chuyển lên bệnh viện tuyến trên. các cơ sở y tế kịp thời hội trần với bệnh viện đa khoa tỉnh về mặt chuyên môn khi có ca bệnh diễn biến bất thường, phức tạp hay xấu hơn, khó tiên lượng, tránh trường hợp bệnh diễn biến nặng vượt qua khả năng thu dung điều trị của đơn vị. khi tiếp nhận bệnh nhân phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, lưu mẫu bệnh phẩm, phối hợp cung cấp mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, Sở Y tế chỉ đạo tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hỗ trợ chuyên môn, nhiệm vụ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang trong suốt quá trình điều tra, thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Sở Y tế sẽ thông tin nguyên nhân gây ngộ thực phẩm sớm nhất khi có kết quả điều tra và các mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 14 tháng 3, quán cơm gà Trâm Anh nằm ở số 10 đường Ba triệu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đóng cửa dù đã qua giờ mở bán từ lâu. Quán không hoạt động, song có rất nhiều xe ô tô và những người lạ mặt xuất hiện ở mặt tiền quán, không phải là đi ăn cơm gà mà là để quay phim chụp ảnh. Những người sống xung quanh quán cơm gà nổi tiếng có những cách phản ứng khác nhau trước cảnh tượng này. Những người nhà của chủ quán sống đối diện với nơi buôn bán khá là kín tiếng. Khi có ai lạ mặt chuẩn bị tiến lại định hỏi han điều gì đó, họ lập tức lắc đầu như đã biết câu hỏi sẽ là gì và không muốn hồi đáp. Còn hàng xóm kinh doanh ở gần đó thì liên tục cập nhật tình hình, dõi theo những diễn biến mới. Tối ngày 13 tháng 3, có 60 người nhập viện điều trị nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh, số 13 triệu, thành phố Nha Trang, trong đó có 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày, còn 40 người vẫn đang nằm theo dõi, hiện tại sức khỏe đều ổn định. Đây là một tin sốc, sốc đối với người dân Nha Trang nói riêng và du khách đến Nha Trang nói chung, bởi đây là thương hiệu lớn có tuổi đời mà khi nhắc đến cơm gà Nha Trang, mọi chỉ dẫn đều hầu như là sẽ đến gà châm anh mà ăn, hoặc khi search trên Google, kết quả trong top 5 top 10 những thương hiệu cơm gà ngon nhất Nha Trang thì châm anh luôn có mặt và ít khi có đánh giá trái chiều. Là một người thường xuyên ăn cơm gà tại quán, có khi là mua về cho cả gia đình suốt nhiều năm nay, chị Trung Mỹ 30 tuổi sống tại thành phố Nha Trang cảm thấy bị sốc trước tin tức gần đây về quán cơm gà Trâm Anh. Chị Trung Mỹ nói, tôi đọc báo mà ngỡ ngàng, hình ảnh công an xuất hiện ở quán cơm gà mà gia đình tôi mới ăn cách đây 2 ngày, kèm theo thông tin về những người nghi bị ngộ độc khi ăn cơm gà tại đây, khiến tất cả người nhà tôi không nói được lời nào. Ấn tượng của tôi về quán cơm gà này là gà rất ngon. Dù giá cả có hơi cao so với mặt bằng chung của các quán cơm gà khác, giao động từ 60-70 ngàn đồng một phần, song chúng tôi vẫn gắn bó vì nghĩ đến chất lượng. Có rất nhiều loại gà trôi nổi ở ngoài kia, bán rẻ nhưng không dám ăn. Hương vị của nước sốt cơm gà ở đây cũng rất đặc biệt. Vị riêng của cơm gà Nha Trang không giống như Sài Gòn hay nơi khác. Tâm trạng tôi lúc này là vừa tiếc cho một thương hiệu vừa lo cho những thực cách đang nằm viện. Tôi cũng không biết nói gì hơn, mong mọi người sớm phục hồi sức khỏe. Chị Bích Trâm là một cô gái miền Tây kết hôn với một chàng trai Nha Trang, hiện đang sống gần quán cơm gà Trâm Anh cho hay. Lần đầu tiên khi đặt chân đến Nha Trang, chị đã ăn cơm gà Trâm Anh. Hồi đó, bạn trai quê gốc ở Nha Trang dẫn chị đến ăn, giờ đã kết hôn được 13 năm. Ấn tượng lúc đó là rất ngon, song chị chưa thích cung cách phục vụ của họ cho lắm. Hiện tại có nhiều lựa chọn hơn nên chị cũng ít khi ghé đến. Khi biết thông tin về vụ ngộ độc nghi từ Trâm Anh mới đây, chị thấy tiếc cho họ. Những người buôn bán xung quanh quán cơm gà Trâm Anh cho biết họ bị sốc trước cảnh công an xuất hiện ở quán cơm gà vào tối ngày 13 tháng 3 vì ở cách khu này ai cũng biết đến gia đình bán cơm gà nổi tiếng Trâm Anh. Theo chia sẻ của chị A, buôn bán gần đó, chị cho biết bà Trâm Anh mấy năm nay kinh doanh có phần xuống sức vì một số lý do và chuyện xui rủi này là điều không ai mong muốn. Chị A chứng kiến bà chủ phất lên từ nghề bán cơm gà hơn thập kỷ nay đã mua gần hết bất động sản ở con đường bà Triệu. Ở giữa, hai bên đối diện quán cơm gà Trâm anh đều là nhà và đất của bà chủ và những người thân cận. Hiện bà Trâm Anh đang sống ở căn nhà nhiều tầng, đối diện nơi kinh doanh buôn bán. Nói về vụ việc đã xảy ra ở quán gà này vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, chị A chia sẻ. Chị cũng là người bán hàng ăn nên chị hiểu đôi khi một chút sơ sót của mình cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho thực khách và ảnh hưởng trực diện đến thương hiệu đối với cơm gà nước sốt mỡ gà được xem là linh hồn của món ăn nhưng nhiều nguy cơ cũng đến từ đây tôi cũng luôn tự nhắc mình phải lựa chọn nguyên liệu hết sức kỹ lưỡng vì nếu chỉ cần để lẫn một quả trứng hỏng lẫn vào nguyên liệu chế biến món ăn thì rất là đáng sợ cũng trong sáng ngày 14 tháng 3, con trai chủ quán gà châm anh đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang. Bà chủ quán cơm gà châm anh xuất hiện tại nhà riêng và nhanh chóng lên xe đến trụ sở cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa để làm việc. Ông Bùi Xuân Minh, là giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, ghi nhận đến tối ngày 13 tháng 3, còn 40 trường hợp vẫn đang nằm theo dõi tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang, có 20 người có các triệu chứng nhẹ sau khi được sơ cứu đã xuất viện. Sở Y tế cũng đã có văn bản khẩn trong ngày 13 tháng 3, đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai các biện pháp xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên cụ thể là sẵn sàng tiếp nhận thu dung bệnh nhân không được chậm trễ cấp cứu cho người bệnh huy động tối đa tất cả các nguồn lực hiện có của đơn vị điều trị chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm ưu tiên người bệnh bị ngộ độc có triệu chứng nặng trẻ em và người già chuyển lên bệnh viện tuyến trên Ông Minh thông tin thêm, ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm trong thời gian khoảng từ 3-4 ngày sẽ có kết quả. Hiện ngành y tế sẽ tập trung để điều trị cho các trường hợp tại viện có liên quan đến chi phí điều trị cũng như các biện pháp liên quan thì phải chờ có kết luận cuối cùng. Trước đó vào tối ngày 12 tháng 3, Trung tâm Y tế Nha Trang nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi là ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều động toàn bộ nhân lực đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện. Gia soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng, sốt, mệt lả, vân vân. Những bệnh nhân đều cho biết trước đó ăn tại quán cơm gà châm anh. Các mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn đã được thu thập để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Đơn vị chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động quán cơm gà châm anh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân quán cơm gà châm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời ở nha trang đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà